Hello, chào tất cả bà con nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cho tất cả bà con mình một cái mẫu xe Chevrolet, xe đến từ Mỹ nhưng mà công nghệ thì Mỹ nha, mà lắp ráp tại Việt Nam. Xe này có đời của nó ha, đời nó chỉ có 2009 thôi. Động cơ 0.8, xe siêu tiết kiệm, một chủ tại Sài Gòn luôn. Bây giờ Pháp Anh cùng bà con xem chiếc xe này như thế nào ha. Xe này Pháp Anh được anh em bán lại, nói chung là được chủ cũng là trên mạng giới thiệu. Cho nên là mấy bữa nay Pháp Anh có đăng một cái status là anh em có xe gần nhà bán thì hãy liên hệ Pháp Anh. Một chiếc xe Pháp Anh cho 4-5 triệu, đâm ra Pháp Anh nhận được rất là nhiều lời đề nghị và lời mời chào tại các nhà dân. Cho nên là mình mua được những cái xe tại nhà dân giá rẻ, cho nên mình bán rẻ. Bà con thấy không, xe biển số 3555 65B ha. 355 là xe một chủ từ đầu mà, cho nên là nó có cái hình thức rất là đẹp. Đây, spark later, xe thì đèn nó còn rất là đẹp ha, Chevrolet. Anh em thấy không, xe là đít cục ngắn. Và dòng này là 0.8 thì anh em cũng biết rồi, nó là một dòng xe siêu tiết kiệm. Nó gọi là siêu tiết kiệm luôn. 100 cây nó chỉ có 6 lít thôi. Anh nhìn thấy đèn không? Đèn anh nhá, đèn coi. Anh em thấy đèn không? Đó, đèn rất là sáng luôn. Và phần sơn của nó thì được chủ người ta đi, người ta cũng giữ kỹ, cho nên là cái phần sơn nó còn rất là đẹp. Anh em thấy không? Anh đánh lái thì anh đánh lái rồi. À, vỏ của nó còn 90% luôn nè, 90% thôi. Đánh lái là anh rất là ok nè, em thấy không? Máy hiện đang nổ máy luôn, nhưng mà cũng rất là êm. Xe thì xung quanh còn rất đẹp, xước có vài nước xước nhỏ thôi nha. Mình thùng rất là thẳng ha. Vỏ sau nè, vỏ sau cũng còn 80% nè. Bọng dè không có dấu hiệu mục. Xe Sài Gòn mà, xe Sài Gòn mà nhiều chiếc xe nó rất là chất. Nói vậy chứ nhiều chiếc coi như là hơi bị cọp luôn. Tại vì mình mua xe nhiều anh biết mà. Đây, nội thất xe nè. Anh em đi sơ vào nội thất một chút xíu ha. Nội thất nỉ zin luôn. Da zin còn nguyên nè. À, xe này Pháp Anh cũng nói bà con luôn ha. Xe này Pháp Anh đang bán công khai với cái giá là 98 triệu nha. 98 triệu cho anh em bà con nào đang ở khu vực Sài Gòn mà muốn mua sở hữu chiếc xe này, hãy liên hệ ngay Pháp Anh nha. Xe nè, được dán chống nóng nè. Mấy cái ron này còn rất là tốt không. Anh em nhìn thấy cái bánh cửa. Tắt cái âm thanh nhạc. Với cái nội thất bên trong này rất là đẹp. Tuy cũ, hơi cũ chút xíu nhưng mà con nhìn thấy nè. Tuy lâu hơi cũ chút xíu nhưng mà nó nhìn cái da nó vẫn còn đẹp, sần sần nè. Nguyên ha. Đúng không? Rất là đẹp. Tuyệt vời thật đấy nhá. Lâu lắm mình mới mua được con xe gốc Sài Gòn mà đẹp thế này thôi. À, Pháp Anh cũng khoe bà con luôn, từ sáng giờ Pháp Anh bán cũng được 3 chiếc rồi. Chiếc này là chiếc thứ tư. Xe này cũng vừa bán luôn, đang chuẩn bị đưa vô gara cho bên phần bên kiểm định là test con xe luôn. Tại vì khách nhu cầu là test con xe đó, bảo dưỡng con xe đó. Pháp Anh là thay nhớt này, thay nhớt hộp số này, kiểm tra gầm này. Là có một cái giấy kiểm định luôn, hàng đàn toàn luôn. Cho nên là khi mà anh em mua xe sau này, anh em mua xe Pháp Anh là anh em mong cần. Ví dụ như anh em mua chiếc xe này 98 triệu ha, anh em bỏ ra không có một vài triệu thôi, người ta test cho, người ta bảo hành cho anh em luôn. Pháp Anh bán ra động cơ, bán một chiếc xe ra động cơ Pháp Anh đã bảo hành 3 tháng rồi. Nhưng mà anh em đưa vô đây, người ta còn test cho anh em, người ta kiểm định cho anh em luôn, người ta còn bảo hành cho anh em nữa. Sướng không? Mua xe coi như là an tâm, khỏi phải lo luôn ha, không phải suy nghĩ gì hết. Những cái ron này còn tốt chứ không? Xe này bảnh quá, tí xíu phải đưa qua bên tẩy rửa kia, rửa thôi. Để nó bảnh không? Số sàn. Xe này thì có màn hình đầy đủ hết. Tôi mới lặng. Ồ, máy lạnh rất là mát nha. Km à. Xe này không có dịch vụ taxi nha anh em.
cái dòng xe này anh em đi mua anh em cũng chú ý ha, nó có rất là nhiều loại. Anh em đi mua cái xe này mà anh em mua trúng cái xe mà taxi là nó tô nó sẽ rẻ hơn ha. Và chiếc xe này Phó Anh mua là xe gia đình, thì một tí xíu nữa Phó Anh sẽ chỉ cho bà con biết là taxi hay gia đình, nhìn dễ biết lắm. Ví dụ như xe taxi là nó sẽ có những cái khoang đục đây nè. Xe này không có ha. Ha. Xe này không có, nó chỉ có bị dơ thôi, xe gia đình ta đi mà. Anh em nhìn thấy không có dấu khoang đục, thấy cái nhựa không? Thấy không? Không có một cái dấu nào đúng không? Cho anh em xem luôn. Ừ, nhựa nè. Thấy không, đẹp không? Không một cái lỗ nào mà khoang đục hết nha. Anh em mà mua xe, anh em nào mà mua được cái xe này gọi là trúng, gọi là trúng bánh ha. Tại vì cái hầu những cái xe xe bắc này hoàn toàn là xe dịch vụ thôi. Nhưng mà mấy cái xe mà biển gốc như vậy nè, là không có cái hãng taxi nào mà nó còn tồn tại tới đó đâu. Cái xe này phía trong còn rất là sạch nha. Đây phần đít nè, phần đầu cũng không có cái dấu bị lỗi nữa luôn. Nè, đinh nguyên luôn. Mấy cái đèn này còn xài bình thường thôi. Đây là nó có hai cái loa ha, cái này người ta độ thêm nha. Độ thêm. Độ thêm. Hai cái loa độ thêm nha. Mấy cái này cái da rin, cái vải rin theo xe á. Những cái nắp cửa này bà con ạ, rất là đẹp. Cái xe này nếu mà anh em nào kỹ ha, kỹ thì mình đi block sàn. Xe này lót sàn hết khoảng cỡ 1 triệu. Ở quê mình ha, ở quê mình thì nó hết có 700 ngàn, 800 ngàn. Nhưng mà ở thành còn này nó hơi mắc hơn chút xíu. Về phần vỏ ha, vỏ này nó còn khoảng cỡ 70-80% nữa. Nhìn thấy không? Phần gầm mới có mục không nhỉ? Nhưng không có dấu mục ha. Không có dấu mục nữa. Về cái phần đây quá nè. Em dò trên máy em mới biết. Rất là đẹp. Xe này anh em mua về tập lái rất là sướng, những chị em phụ nữ ha, chân yếu tay mềm mua máy này về chạy ngon luôn, chạy cái tay lái rất là nhẹ anh em ha, mà nó mềm. Trần này thì bằng nỉ, trần này mình nghĩ Phan nghĩ người ta mới thay sao mới tin luôn. Bằng nỉ mình sẽ đi vô cái phần cabo cho con anh em xem thôi. Xe động cơ nó nhỏ lắm, nó siêu tiết, nó tiết kiệm lắm. Nói chung là 100 cây nó chỉ có vài lít à. Nó không như những cái dòng xe khác. Anh em thấy cái máy nổi êm không? Máy giờ nó đã không? Máy này anh em đi 3 năm nó chưa phải làm máy nha. Nếu mà chịu khó kiểm tra nhớt định kỳ không? Nữa là mình đi mua xe mình kỹ lắm, sợ nhất mấy cái xe ngập nước. Xe này là động cơ là 3 máy thôi. Thấy không? Êm ru luôn, không có cái dấu hiệu mà gõ cò hay là cái gì hết á. Còn về xung quanh là không có dấu bị lỗi đâm đụng luôn ha. Carbon nè. Carbon nè.
Turbo rin theo xe này, chỉ này, chỉ mà còn rin tới cái này nè. Mấy cái đèn này thì còn mới thôi. Cái cây này, mấy cái cây dằn này mà bị đục là nó sẽ không còn vậy, nó biến dạng, mấy lỗ tròn này không còn đâu, hư hết rồi, anh em thấy không? Nó rất là ok không? Xe này cái bình này mình nghĩ là mới thay, mình thấy mới thôi. Ta thay sẵn là mình về đỡ mới thay hai bạn ha. Đèn này thì còn mới. Nè. Xe rất là ok luôn, anh em nào mà muốn mua xe này thì liên hệ ngay với Phúc Anh nha. Xe này thì mình có nói rõ luôn, đời 2009, giá bán là 98 triệu ha. Thì anh em nào muốn mua xe này thì liên hệ số điện thoại 077 5522 hoặc là số điện thoại 077 5599 để anh em nhân viên tư vấn cho bà con về chiếc xe này nha. Đó, anh em nhìn thấy không? Về phần dưới này cũng vậy nè, còn rất là mới luôn. Xe ngay chủ ha, anh em thấy không? Hơi bị ngon á. Mình thùng thẳng, cho nên anh em nào muốn mua thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi. Thì bên mình đang còn một chiếc này cũng khách mới gửi nè. Giá rất ok, mà đời 2004 luôn, mà có 125 triệu thôi. Anh em nào muốn mua thì liên hệ ha. Nên nè, xe này mình kêu một lát nữa rồi mình sẽ quay. Đó, để hơi bụi thôi. Đâu, rất là ok luôn. Có bao nhiêu đâu, có 125 triệu thôi. Anh em mua về bán kiếm lời được, nội thất nè. Đúng không? Ồ, có màn hình luôn. Tấp bi tấp lô tuyệt vời luôn. Nội thất nè, mặt máy tinh. Mà có 125 triệu à. Mâm đúc 40 vỏ cũng còn đẹp. Mình thùng còn thẳng ha. Mà xe này là con bản đủ ha. Con này là nó có điều hòa tự động là bản đủ ha. Xe tại cái dòng này nó có hai loại, loại bản đủ loại bản thiếu nha. Đèn anh em nhìn thấy. Hình chữ B rất là đẹp. 47A. Rất là đẹp. Anh em nhìn thấy không? 4 cái vỏ này nhìn rất là chuẩn luôn. Đó, anh em nhìn thấy cái vỏ không? Và cái điều hòa tự động nè. Em quay cái điều hòa tự động. Đó, anh em nào muốn mua cái xe này về xài gia đình thì hãy liên hệ ngay bên Phúc Anh nha, theo số điện thoại 077 5522 hoặc số điện thoại 077 5599 để được nhân viên anh em tư vấn nha. Thôi, mình kết thúc video, cảm ơn anh em đã coi theo dõi mình. Anh em thấy hay thì đăng ký chia sẻ mình nha. Nhớ cho mình một cái like nha. Bye bye.